cái đấy là hai con này làm gì này, cái đấy là người ta vẫn nói một câu là ăn thịt. Thịt chó Sự Thành nha, địa chỉ 67 Nguyễn Nghiêm, Nha Sơn, Thanh Hóa nha anh em nhé. Rất nhiều món ngon. Đến muộn một tí là không còn hàng. Không có còn có bữa tiết canh. Lấy trước rồi anh ta. Ở tiết canh mang về. Lấy thẳng. Cái gì? Đặc sản nha. Đặc sản mới của nhà hàng. Cho thêm lá ngải đi nhá. Nóng quá rồi. Hot boy, thịt nướng siêu cay đây. Riêng bắc không? Đường đấy, đường đấy, không phải chạy sang nhà của Thúy lấy luôn, chỉ muốn lọc mũ cay à, còn mũ cay đi. Đúng rồi. Bác có số này sao lấy không? Ở Yên nào, học thêm 4 lý do đi nào. Nam, tông Nam, 4 lý do anh. Uống rượu hay uống. Thôi. Đi đường đi đi nào. Tổng kết, tổng kết, tổng kết. Nào, mời mọi người nâng coca lên nào. Dưới đây. Yếu thế. Chuẩn bị đi. Nào. Mời tất cả mọi người nhá. Quyền gì chứ anh chở thế. Yên tâm, đang chờ chồng. Đang đợi mẹ cháu ăn uống mì. Đấy, cô Rô Phi cô đã ứng một cốc rồi. Đấy, nhanh vậy. Đâu rồi, Tuệ Sang đâu? Tuệ Sang đâu kìa, kìa. Ui dồi. Ra đi. Phúc, ăn món trắng phúc. Phúc ăn bù đi, em bảo anh. Bảo ơi, bảo bảo Tuệ Sang ăn đi. Đấy, đấy, bản thân đấy. Cháu trắng được ăn ở trên huyện là chẳng ngon vậy gì, bảo chứ. À quên, không có xúc xích, cái gà cho anh. Còn mỗi chân gà sống rồi anh ăn không? Bao nhiêu cái gà với đây à? Thấy. Không, không đủ. Không có việc gì đâu, con. Đặc biệt đồng chí Cánh hôm nay là tí bị thất lạc đây. Mẹ no như kiểu mẹ mày no lắm đấy. Nhưng mà ngày đấy đi đâu mà đi được cùng bạn rồi mới đi cùng bạn. Lớn lời việc. Đấy. Thế là bác đi xa quá. Không, tạm dừng đúng ở đấy đúng không? Không. Mời nhá. Không biết gì. Ơ, nó từ cậu ông đây rồi.
được đâu, được cái đấy nào. Đúng rồi, luôn phải bóng tên tuổi. Đấy, cho này. Đấy, đồ chó này không mày. Đây. Rồi, cả nhà nhá. Tuyên đời đi. Ăn đi, cái gì phải ăn đi. Cho anh em nhá. Cho nước này, cho nước cầm anh em nhá. Toàn thanh niên, toàn hút cao. Đặc sản của nhà quán thịt chó Sự Thành nhá, thì có ở Nga Sơn mới có đây anh em ạ, một trong những món lá ngải này. Trong này có rất nhiều thứ. Đi bánh bóng đâu? Bánh bóng trên tuổi thôi. Sớm mẹ. Anh em ạ.